chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Israel. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 10 tháng 5 cho rằng việc Israel sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp có thể đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế ISL trong cuộc xung đột ở Gaza. Đây được xem là lời chỉ trích mạnh mẽ nhất cho đến nay của Mỹ đối với đồng minh Israel. Kết luận trên được đưa ra trong một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới Quốc hội theo bản ghi nhớ an ninh quốc gia NSM mới được Tổng thống Joe Biden ban hành vào đầu tháng 2. Theo hãng tin Reuters, động thái này có nguy cơ làm mối quan hệ giữa Mỹ và Israel trở nên căng thẳng hơn. Vào thời điểm hai bên ngày càng bất đồng về kế hoạch tấn công Rafah của Israel, ông Biden đã tạm dừng gói viện trợ vũ khí trong động thái thay đổi chính sách lớn và cho biết Mỹ đang xem xét ngừng các gói hỗ trợ khác, ngay cả khi ông vẫn cam kết sự hỗ trợ lâu dài cho Israel. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê nhiều thông tin đáng tin cậy về tổn hại dân sự và cho biết Israel ban đầu không hợp tác với Washington để tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho khu vực. Nhưng trong mỗi trường hợp, báo cáo không thể đưa ra đánh giá liệu có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào diễn ra hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong báo cáo rằng do Israel phụ thuộc nhiều vào thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất, nên có thể đánh giá các thiết bị quốc phòng thuộc diện NSM-20 đã được lực lượng an ninh Israel sử dụng từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 trong các trường hợp không phù hợp với nghĩa vụ ISL của họ. Cũng theo báo cáo công bố hôm 10 tháng 5, sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel không hợp tác đầy đủ với Mỹ và các nỗ lực quốc tế khác để thực hiện hoạt động vi phạm luật pháp Mỹ về việc ngăn cung cấp vũ khí cho các quốc gia cản trở viện trợ nhân đạo của Mỹ. Ở một diễn biến khác, trong tuyên bố hôm 7 tháng 5, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đang tiến hành một chiến dịch tấn công chính xác ở khu vực Rafah trong nỗ lực loại bỏ Hamas. Theo đài RT, một đoạn video do IDF công bố cho thấy ít nhất 4 xe tăng của Israel ở cửa khẩu Rafah bên phía Gaza sắp biên giới với Ai Cập. Một phần của video dường như được quay bởi một binh sĩ ngồi trên một trong những chiếc xe tăng này. IDF cũng cho biết quân đội của họ đã thiết lập được quyền kiểm soát hoạt động ở cửa khẩu phía Gaza. IDF nói thêm lực lượng trên bộ và không quân đã phá hủy các công trình quân sự của Hamas trong khu vực, đồng thời tuyên bố tiêu diệt khoảng 20 tay súng. Trước đó, tờ Times of Israel dẫn lời một quan chức an ninh Palestine giấu tên và một quan chức Ai Cập cho rằng xe tăng của Israel cách biên giới Ai Cập khoảng 200 mét. Quan chức Ai Cập cho hay hoạt động này dường như bị giới hạn về quy mô. IDF cũng đã khuyến cáo người dân địa phương sơ tán đến khu vực nhân đạo ở Al-Mawasi, nằm trên bờ biển và cách xa cửa khẩu. Chiến dịch Rafah diễn ra sau khi IDF cho biết đạn súng cối đã được bắn từ khu vực vào quân đội Israel, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và một số người khác bị thương. Chiến dịch này cũng diễn ra sau khi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar làm trung gian, nhưng hiện chưa rõ chi tiết về đề xuất này. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng thỏa thuận này còn lâu mới đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi của Israel. Nội các thời chiến Israel đã nhất trí quyết định thúc đẩy chiến dịch của IDF ở Rafah nhằm gây áp lực quân sự lên Hamas và đạt được tiến bộ trong việc giải thoát các con tin bị bắt giữ kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Israel sẽ nhận thêm hàng tỷ USD vũ khí Mỹ dù ông Biden tạm dừng. Số vũ khí trị giá hàng tỷ USD của Mỹ vẫn đang được chuyển đến Israel bất chấp sự chậm trễ của một lô hàng bom và việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden xem xét các lô hàng khác. Theo Reuters, điều này đang làm dấy lên lo ngại rằng chúng sẽ được sử dụng trong một cuộc tấn công có thể gây hậu quả lớn đối với thường dân. Trước đó, một quan chức Mỹ cho biết nước này đã xem xét lại việc cung cấp vũ khí mà Israel có thể sử dụng cho một cuộc tấn công lớn vào thành phố Rafah, nơi có hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn. Washington từ lâu đã kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không tấn công Rafah nếu không có biện pháp bảo vệ dân thường. Các trợ lý của Quốc hội Mỹ ước tính giá trị của lô hàng bom bị trì hoãn là hàng chục triệu USD. Một loạt thiết bị quân sự khác dự định được chuyển đến Israel, bao gồm đạn dược tấn công trực tiếp chung Zidam, có khả năng biến bom câm thành vũ khí chính xác, đạn xe tăng, súng cối và xe chiến thuật bọc thép đã không được phê duyệt nhanh chóng như dự kiến, dù một số loại được xem xét từ tháng 12 năm 2023. Thông tin trên được Thượng nghị sĩ Jim Rick, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói với các phóng viên. Các quan chức chính quyền Biden cho biết họ đang xem xét lại việc bán vũ khí bổ sung
và ông Biden đã cảnh báo Israel trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 8 tháng 5 rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí nếu lực lượng Israel tiến hành cuộc tấn công lớn vào Rafah. Trong khi đó, Thủ tướng Israel dường như đã phớt lờ lời đe dọa này và theo thông tin người dân Palestine cung cấp cho Reuters, hôm 9 tháng 5, lực lượng trên bộ của Israel đã bắt đầu bắn phá khu vực phía đông thành phố Rafah. Bên cạnh đó, lực lượng Hamas và các nhóm có liên quan cho biết họ đã bắn vào các xe tăng của Israel tập trung ở ngoại ô phía đông thành phố. Một quan chức cấp cao của Israel cho biết vào cuối ngày 9 tháng 5 rằng vòng đàm phán gián tiếp mới nhất ở Cairo với sự tham gia của các phái đoàn Hamas, Israel, Mỹ, Ai Cập và Qatar đã kết thúc và Israel sẽ tiếp tục hoạt động ở Rafah và các khu vực khác của dải Gaza theo kế hoạch. Không có thỏa thuận nào đạt được giữa Israel và Hamas. Ông Izzat En-Rissat, một thành viên văn phòng chính trị của Hamas tại Qatar, cho biết phái đoàn Hamas đã rời Cairo, tái khẳng định sự tán thành đề xuất ngừng bắn của các nhà hòa giải. Kế hoạch này đòi hỏi phải thả các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza và trao đổi một số tù nhân bị phía Israel bắt. Nhóm Hamas đổ lỗi cho phía Israel về việc thỏa thuận thất bại. Trong khi đó, Israel cho biết họ sẵn sàng ngừng bắn tạm thời nhưng bác bỏ yêu cầu chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington tiếp tục hợp tác với Israel để sửa đổi đề xuất ngừng bắn, đồng thời cho biết thêm công việc hoàn thiện văn bản của thỏa thuận là cực kỳ khó khăn. Nhà Trắng dừng chuyển vũ khí đạn dược cho Israel. Thông tin trên được ba quan chức Mỹ tiết lộ với kênh ABC News hôm 7 tháng 5 giờ Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden đang cố gắng gây áp lực buộc Israel ngừng hành động quân sự toàn diện vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza. Mỹ lo ngại chiến dịch tấn công chính xác của Israel nhằm loại bỏ Hamas sẽ gây ra cuộc khủng hoảng với hàng triệu dân thường đang ẩn náu tại Rafah. Một quan chức Mỹ cho hay Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng NSC đã yêu cầu không quân Mỹ tạm dừng việc cung cấp đạn dược đã được phê duyệt và theo hợp đồng cho phía Israel. Quan chức Mỹ thứ hai xác nhận với ABC News rằng NSC đứng đằng sau quyết định tạm dừng chuyển vũ khí cho Israel và được thực hiện có chủ đích. NSC chưa xác nhận hoặc cho biết lý do việc tạm dừng trên. Thay vào đó, các quan chức chính quyền Tổng thống Biden nói rằng chính sách tổng thể của Mỹ đối với Israel không thay đổi. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel vẫn vững chắc, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby khẳng định. Tất nhiên, chúng tôi không nói về các chuyến hàng riêng lẻ theo cách này hay cách khác. Chúng tôi một lần nữa lưu ý, không có bất cứ thay đổi nào về cam kết của Mỹ đối với an ninh Israel. Trong khi một số thành viên Đảng Dân Chủ đặt ra các điều kiện để tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Israel, thì các thành viên Đảng Cộng Hòa lên tiếng chỉ trích động thái này của chính quyền Tổng thống Biden. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 7 tháng 5 cho biết, ông đã nhận được một báo cáo từ Israel rằng một chuyến tàu chở đạn dược và vũ khí chính xác giúp bảo vệ dân thường và thành phố Rafah đang bị giữ lại ở Mỹ. Đây không phải mong muốn của Quốc hội Mỹ, đây là nỗ lực ngầm nhằm từ chối viện trợ mà không phải chịu trách nhiệm. Nó đang phá hoại những gì Quốc hội Mỹ dự định, ông Johnson nói thêm. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Biden, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John Neal và Ted Budd cho biết họ bị sốc và quan ngại sâu sắc về các báo cáo cho rằng Nhà Trắng đã không thông báo cho Quốc hội trước khi dừng chuyển đạn dược cho Israel. Nếu những báo cáo này là chính xác, thì ông lại một lần nữa thất hứa với một đồng minh của Mỹ. Lá thư có đoạn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các hoạt động ở Rafah là không thể tránh khỏi và cần thiết để loại bỏ Hamas. Trang tin Axios hôm 5 tháng 5 lần đầu tiên đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm dừng một chuyến hàng đạn dược đến Israel vào tuần trước đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!